Các bạn thân mến, hiện nay thì Cực Bắc TV đang có mặt ở trong khu vực rừng đa Thiên Hương. Đấy, và hiện nay thì em đang ngồi với lại cậu bé The Z mọi người ạ. Thật ra thì em cũng rất hay vào trong Thiên Hương. Và cũng mỗi khi vào đây thì em sẽ ghé qua nhà Z. Nhưng thời gian vừa rồi ấy, là em ít quay đấy, cũng như là ít chia sẻ những video về Z. Nên là có thể là cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Khá lâu rồi thì các cô chú anh chị là chưa được nghe tiếng sáo của Z. Hôm nay ở trong khu vực rừng đa Thiên Hương đây thì em đang ngồi với Z, thì em cũng xin mời mọi người nhé, chúng ta cùng nhau nghe Z đấy, gửi đến mọi người. Nghe Z thổi sáo hay quá. Thế là Z muốn gửi đến mọi người bài sáo gì nhỉ? Bài gửi bài Chị Mai Xuống Chợ Hạ Giang. À, Chị Mai Xuống Chợ đúng không? Hà Giang quê hương tôi. Với lại bài Hà Giang quê hương tôi. Xin mời mọi người nhé, chúng ta cùng nhau nghe Z thổi những cái bản sáo Mông. Và bài đầu tiên là bài Chị. Chị gì nhỉ? Gì nhỉ? Chị Mai Xuống Chợ. Thank you.
Các bạn thân mến, vừa rồi thì bé Di đã gửi đến mọi người ca khúc Chị Mai Xuống Chợ. Đấy, như đầu video Di nói thì sẽ gửi đến mọi người một bài sáo về Hà Giang. Đấy, bây giờ là Di sẽ gửi đến mọi người bài sáo Hà Giang quê hương tôi, đúng không? Đúng. Nào, bắt đầu. Thank you.